và các bạn, chúng ta vừa thưởng thức tác phẩm Đồng Dao Ngày Mùa do các nghệ sĩ Đoàn Ca Múa Nhạc Dân Tộc Lâm Đồng thể hiện. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ người sáng tác nên tác phẩm này, đó là nhạc sĩ Đình Nghĩ. Xin chào nhạc sĩ, ông có thể chia sẻ về tác phẩm viết cho các loại nhạc cụ dân tộc không ạ? Vâng. Tây Nguyên là âm nhạc của Tây Nguyên thể hiện bằng nhiều cái hình thức như là hát nói, kể chuyện, hát đồng dao, rồi vỗ, gõ vào các cái khí nhạc rất đơn sơ như là tre nữa, rồi đánh cầm, đánh chiêng. Và trong cái âm nhạc Tây Nguyên thì nó thể hiện nhiều cái tình cảm khác nhau của các cái thể loại nhạc cụ dân tộc, những cái sinh hoạt đời thường. Đồng dao ngày mùa tôi viết trong một cái hình thức có 3 đoạn. Một cái đoạn 1 là gọi nhau tìm về. Cái âm nhạc nó có tính nhanh, vui vẻ. Và đoạn 2 chậm, trong âm nhạc người ta gọi là ăn đăng, viết cảnh sinh hoạt là bên chẻ rượu cần, vít cong miệng cổ tích. Và đoạn 3 nhanh dồn dập để vui đón ngày lễ hội. Và bài cái tác phẩm Đồng Dao Ngày Mùa này đã được huy chương vàng trong hội diễn độc tấu hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên toàn quốc. Vâng, bên cạnh viết các tác phẩm hay dành cho Tây Nguyên, cho Đà Lạt thì ông cũng viết tác phẩm dành cho khí nhạc. Vậy sự khác biệt giữa hai cách viết này là như thế nào ạ? Vâng, cái về mặt cảm xúc, về tình cảm thì nó cũng có cái gì khác nhau. Nhưng để viết một cái ca khúc và viết một cái tác về khí nhạc thì nó có khác nhau. Chẳng hạn như ca khúc thì phải có phần lời ca và nó gọn gàng hơn. Rồi còn về khí nhạc thì viết nó rộng hơn. Ca khúc thì nó sẽ phổ cập rất nhanh, nó đến đời sống, nó phổ cập nhanh đến đời sống của công chúng. Còn về khí nhạc thì nó có lắng sâu hơn và nó mở rộng, nó về mặt tình cảm, về suy tư, về tình cảm con người thì nó có một cái gì đó nó suy tưởng hơn. Bởi vì khi viết khí nhạc là viết những cái thể loại nhạc không lời. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đình Nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc mang đậm bản sắc Tây Nguyên vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn đón một ngày mới thật nhiều niềm vui. Và bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Ẩm thực Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến với những món ăn lạ miệng và hấp dẫn, là kết tinh của nền văn hóa đậm đà bản sắc của đất nước trụ phú này. Với sự tương đồng về khí hậu mát mẻ quanh năm của vùng đất ôn đới, cũng như gu thưởng thức của người dân châu Á, chính vì thế, những nhà hàng với những món ăn Hàn Quốc đặc trưng dần ra đời tại thành phố Sương Mù.